Lát anh à. À, bây giờ anh, bây giờ nếu mà có ai đó cho em 10 tỷ để em sống đây, ở đây trong vòng 1 năm, không có internet, không có mạng mẽo gì cả, chỉ có đồ ăn, thức uống và ở đây thôi, thì em sẽ xa anh đi 1 năm để thử thách tình cảm của anh đi. Thử thách. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh vlog của Toàn Phát nhé. À đấy, thì đợt này team FM School của chúng mình ấy đang có một đợt công tác dài ngày tại Thanh Hóa, quê của anh Đức Chủ tịch. Đấy, nhân đợt này mình sẽ review nhanh chi nhánh Thanh Hóa của công ty mình cho mọi người xem. Xem là trong ngày anh em trong này sinh hoạt thế nào, các kiểu và vui chơi thế nào, làm việc các thứ thế nào nhá. Trong Thanh Hóa này thì có 2-3 team gì đấy. Đó là team Đức Chủ, team Đức FM này và team Chủ tịch TV. Mọi người biết gì không? Ở quê ấy, nắng rất là nhanh. Tầm khoảng 9:30 10 giờ là bắt đầu trời nắng to rồi, nắng gắt rồi. Mà nắng ở trong này nó bị gắt, xong bắt đầu là bọn mình không thể quay phim ở ngoài trời được ấy. Thế nên là bọn mình phải dậy từ rất là sớm, tầm khoảng 5:30 6 giờ là đã phải tập trung đi quay rồi. Như team của mình thì cũng đi quay rồi, còn team Đức FM đây thì cũng quay rất là sớm rồi. Đó. Bây giờ mới có khoảng 6:40 thôi, nhưng mà quay gần xong một tập phim rồi đấy. Tức là mọi người dậy từ khoảng 5:30 6 giờ để chuẩn bị. 5:30 phát là bấm máy luôn, bởi vì trời trong này nắng lắm. Đấy. Thì đây, còn đây. Đây chính là nhà của anh Đức. Con anh Đức gì ạ? Ôi đây rồi. Đây là con trai của anh Đức ấy. Đấy. Ôi giời ơi. Chán cao hơi, chán của chán hơi cao đấy. Hè. Đấy. Giờ mới 7 giờ rồi mà dẫn lên bến con này ra ngoài này chơi rồi. Tắm nắng. Tắm nắng tí. Hôm qua mới mưa to mọi người ạ. Đêm nay trời nó mát mát hơn một tí nhưng mà. Ui. Trời ơi, cái quần què gì vậy bà? Thôi xuống đây bà, phim chiều rồi. Yeah, quả vườn Okela. Quán này có tên là Up Coffee ở trong Thanh Hóa. Và đây là địa điểm quen thuộc rồi. Trong ngày lần nào chúng mình về đây thì cũng qua đây quay. Các bạn nhìn cái màu của cái tường kia giống cối xay gió không? Hoa hồng các kiểu, ghế trắng kiểu đám cưới luôn đấy. Cô Huyền hôm nay lâu lắm rồi mới kết hợp với team FM School này đi quay, có thấy mệt không? Vất vả không? Nói em đi! Em ổn. Nhạt nhẽo. Còn đây là mọi người thân quen rồi, không cần phải giới thiệu nhiều nữa. Tuy nhiên đây là A Béo. À, mình ở bên Lady Killer. Sức khỏe nào ổn anh? Bây giờ là 12 giờ trưa rồi. Anh đang rèn luyện sức khỏe để mấy nữa đi thi ạ. Đây là rap Việt. Hôm nay thì chúng mình có một vài sự cố nhỏ nhỏ nên thành ra là phải quay muộn. Mặc dù quay rất là sớm rồi nhưng mà vẫn phải quay đến muộn. Quay đến trưa nay, 12 giờ trưa rồi. Rất là nắng nhưng mà thôi vẫn cố gắng để quay xong tập phim. Đấy mọi người ạ, thế mình phải quay phim đã. Xong rồi chiều nay mình sẽ thành rảnh thì mình sẽ đi quay xung quanh đây, có bối cảnh nào đẹp đẹp nữa thì mình sẽ quay liên tiếp nhé. Hứa là đẹp luôn, đón xem đấy. Hello, buổi chiều nắng đã xuống rồi. Theo sự chỉ dẫn của mọi người ở đây thì mình đã tới làng Đòn. Wow, không khí ở đây cực kỳ trong lành luôn. Khung cảnh thì thật yên bình này. Xung quanh là có suối này, có đàn trâu đang gặm cỏ nữa và ruộng bậc thang. Đó, mọi người thấy chưa? Nhìn đàn trâu đang đầm mình dưới suối, thích thật đấy. Hôm đó mình đi quay là trời nắng lắm, thế là mình ướt hết cả áo luôn cơ mà. Xa kia thì có một tụi nhỏ đang chăn trâu. Nhìn chúng nó chăn trâu ấy, mình thích lắm, kiểu cảm giác như tuổi thơ ùa về vậy. Mặc dù là hồi nhỏ mình chỉ nhìn người khác dắt trâu đi chăn thôi, chứ mình cũng chưa chăn bao giờ cả. Thì mình lại gần nói chuyện với tụi nhỏ và chụp ảnh làm kỷ niệm này. Tụi nó dễ thương cực kỳ luôn đấy. Khung cảnh này, không khí này và con người ở đây làm mình cảm giác rất là yên bình và thư giãn sau một thời gian tất bật với công việc. Thật là khác so với sự ồn ào vội vã ở thành phố đấy. Đây, còn đây nhá, đây là cầu Bản Mạ đấy mọi người ạ. Đẹp nao lòng luôn. Mình rủ tất cả mọi người trong team mình cùng đi, nhưng mà không có Hồng Xiêm, vì Hồng Xiêm đang bận công việc ở Hà Nội. Nếu mà đến được đây ấy, chắc Hồng Xiêm thích lắm đấy, vì Xiêm rất yêu thiên nhiên mà. Lần sau thì có lẽ là mình sẽ dẫn Xiêm đi bù thôi. Mọi người đều thích thú vì cảnh đẹp ở đây. Bọn mình chụp ảnh, check in các kiểu, ngắm cảnh, hít thở rồi tận hưởng không khí trong lành ở đây. Thật là quá đã luôn. Đây không phải lần đầu bọn mình đi công tác xa, nhưng mà đây có lẽ là lần đầu tiên mình dẫn mọi người đi
tham quan cảnh đẹp ở những chỗ đẹp đẹp đó. Chắc là đợi hết dịch đi, mình sẽ dẫn mọi người đi chơi nhiều hơn, đến những nơi có cảnh thật là đẹp đấy, để mọi người chụp ảnh tận hưởng không khí. Và đây Hồ Cửa Đạt. Đấy. Ở quê của anh Đức có một cái địa điểm du lịch, đó chính là Hồ Cửa Đạt. Hồ này rộng mênh mông dã man, và người ta còn xây thêm một cái đập thủy điện nữa cơ mọi người ạ. Nhưng mà ở đây nhìn không thấy. Đúng nhỉ? Đó. Trời ơi rộng dã man. Thế mà mình cảm giác là nước của nó hơi bị đang bị cạn cạn lên một tí ấy. Nó không được nhiều nước, nó không được nước, không được cao. Kìa kìa, ở kia là có thuyền, có dịch vụ để chúng ta đi thuyền ra đến đảo ngoài kia để vui chơi giải trí ở ngoài đấy. Mình cũng chưa đi thử bao giờ, nhưng mà đợt trước là mọi người trong team mình đi rồi. Đấy. Đẹp quá. Có lẽ là phải dùng mọi người trong team để ra làm vài kiểu ảnh thôi. Bên cạnh Linh kia Lan Anh Hà. Ờ sao nhỉ, hôm nay đây là khu du lịch nhưng mà hình hơi vắng người, hình như là người ta ít đi sao ấy. Bọn mình thì team mình đang quay phim đây, mà chúng mình sẽ ra đây quay phim ở đây, thành ra là có mỗi bọn mình thôi. Mình vừa phát hiện một mỏm đá cực đẹp và chụp ảnh, bây giờ mình sẽ leo ra đấy để chụp ảnh nhá. Đây rồi. Đó. Chiều nhá. Sao? Bây giờ mình sẽ đi hỏi mọi người trong team của mình xem là thế bây giờ cho mọi người 10 tỷ sống ở đây trong vòng 1 năm xem mọi người ok không nhá. Lan Anh à? Bây giờ nếu mà có ai đó cho em 10 tỷ để em sống trong đây ở đây trong vòng 1 năm, không có internet, không có mạng mẽo gì cả, chỉ có đồ ăn thức uống và ở đây thôi, thì em có đồng ý không? Có đồ ăn thức uống, đúng rồi, đầy đủ mọi thứ, đầy đủ tất cả mọi thứ, không có bạn bè, không có mạng, đấy chỉ mình em trong một năm, đúng rồi, mà luôn. Sao lại thế? Sao tại vì em thích núi rừng cực, em thích lên núi. Thật không? Thật, em thích lên núi. Nhưng mà đây buồn này, không có bạn, không có anh Bin luôn. Mình chịu được một năm mà. Chịu được 10 tỷ xong rồi em chia đôi với anh Bin. Một năm nhưng bây giờ chắc gì anh Bin chắc gì anh Bin chịu đựng được. Em chịu được ở đây nhưng mà chắc gì anh Bin chịu đựng được. Thẳng là anh cũng chịu được. Không chịu được thì thôi, em sẽ xa anh một năm. Bây giờ nói thật với mọi người là kể cả có tiền tỷ, hàng chục tỷ, hàng nghìn tỷ, hàng trăm tỷ, nhưng mà không có gia đình, không có bạn bè, không có cái gì cả, cái tỷ nó chả có ý nghĩa gì. Vẫn là chỉ là tỷ thôi. Vẫn là tỷ thôi. Chỉ là giấy thôi mà. Giấy mà có gì đâu. Em mình thì quan tâm mỗi là tình cảm mọi người, tình cảm gia đình. Em suy nghĩ sao về câu của anh Bin nào? Tiền quan trọng. Em sẽ xa anh Bin một năm để thử thách tình cảm của anh Bin. Thử thách thì. Được chứ. Hello. Đấy mọi người thấy sao? Quê của anh Đức có đẹp không ạ? Có núi này, có sông này, có hồ này, có ruộng bậc thang rồi này, có các bản của người dân tộc này, rất là nhiều nhưng mà rất là đẹp luôn. Đó. Thì nhưng mà đợt này ấy, tình hình dịch bệnh đã khá là căng thẳng, thành ra là mình không thể đi quay vlog thường xuyên cho mọi người xem được. Mong mọi người thông cảm nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian để xem hết video này của mình. Mọi người hãy đừng quên thích video này, bình luận dưới video này, đăng ký kênh giúp mình để mình sớm đạt được 100.000 sub để mà sớm có nút bạc nhá.